Hôm nay chúng ta tóm tắt phim về một cậu bé bán bật lửa. Cậu trông rách vờ lờ với cái bánh mì trên mồm. Cậu đang quá rét và buồn ngủ nên cậu cầm bật lửa lên và bật một phát cho nó ấm. Bỗng có người đưa cho cậu cái gì đó để ăn cho đỡ rét. Rồi cậu lại bật cái bật lửa thứ hai trong khi cậu có thể bật cái cũ mà phí phạm thế cái thằng kia. Có người đưa cho cậu cái gì đó để cho đỡ buồn ngủ. Rồi do quá rét nên cậu lại bật cái bật lửa thứ ba. Và cậu được đến ngay với shop của trùm cuối và trùm figure. Vâng, mùa lạnh đến rồi và trùm figure đã có bộ sưu tập sweater và hoodie mới. Tôi đang mặc đây. Là chiếc áo Totoro. Hiện tại thì tất cả các mẫu áo hoodie và sweater trên trùm cuối đang được giảm giá 10% nếu bạn nhập cái mã này vào. Cùng với đó là trùm figure đã bắt đầu chạy rồi. Như các bạn đây ở đây với một cái giá rất là rẻ là 300, cũng không quá rẻ nhưng mà nhìn này 300 là rẻ mà. Với một giá rất là rẻ như là 300 thì bạn có thể sở hữu những mô hình như này để trang trí phòng ngủ, phòng làm việc hay là bất kỳ cái gì của bạn. Chương trình giảm giá sẽ kéo dài suốt cả tháng 12 nên là còn chần chừ gì nữa mà không sắm ngay cho mình một chiếc áo, một cái figure để cuộc sống thật là vui, đừng như thằng Ken kia bị đút kem mồm. Miền Bắc đã lạnh trở lại. Nâu nát November mới qua chưa lâu, anh em FA lại phải chịu tiếp cảnh rét thụt hết cả một số bộ phận vào trong. Và không để cho anh em fan Marvel phải cô đơn quá lâu trong một mùa đông lạnh giá như thế này, Marvel đã tung ngay vào mồm các fan một chiếc trailer nóng hơn bất cứ bắp ngô nướng ngoài vỉa hè nào. Vệ binh giải ngân hà phần 3 tiếp nối sức nóng của phần phim đặc biệt Holiday Special đã ra mắt cách đây không lâu. Trailer mới nhất của các vệ binh giải ngân hà tiếp tục mang đến cho khán giả một loạt những chi tiết thú vị có liên quan đến những bộ phim sắp tới, cũng như là phase 5 của vũ trụ điện ảnh Marvel. Và tôi ở đây để giúp các bạn mày mò một vài chi tiết thú vị đã xuất hiện trong trailer của phim. Ngay trong phân đoạn intro của Marvel xuất hiện ở đầu trailer, ta có thể thấy được phần background của chữ Marvel Studio, chính là màu sắc của cuộn băng đĩa Awesome Mix Vol 1 và Vol 2, album nhạc của hai phần phim trước của Vệ binh giải ngân hà, và cũng là đoạn nhạc mà Peter Quill nghe mọi lúc mọi nơi trong phim. Phân cảnh ngay sau đó giới thiệu với khán giả con tàu mới toanh của các vệ binh, chiếc tàu Bowie. Với những ai đã xem phần phim Special thì cũng đã biết sự xuất hiện của con tàu này. Trải qua 3 phần phim, đây là con tàu thứ 3 của các vệ binh, từ chiếc Milano trong phần phim đầu tiên đến chiếc Benatar sử dụng trong trận chiến với Thanos, bây giờ là chiếc Bowie. Cái tên Bowie này cũng được lấy từ cố ca sĩ David Bowie như một sự tri ân dành cho ông, vì David Bowie chính là người đã thực hiện những ca khúc chủ đề trong phần phim đầu tiên. Chi tiết này không phải là một sự trùng hợp, vì trong comic, con tàu Bowie này thực sự được lấy tên dựa trên cố ca sĩ David Bowie, và lần đầu xuất hiện của nó là trong đầu truyện Guardians of the Galaxy, số thứ 5 chương 7 xuất bản vào năm 2019. Phần tiếp theo mới thực sự là quan trọng đây. Khi các vệ binh đáp xuống một hành tinh trông rất giống trái đất, nhưng thực ra lại không phải là trái đất. Họ bị lạc vào đấu trường thú, thực chất là những sinh vật hình người dạng thú. Nếu để ý từ cảnh quay trước, ta sẽ thấy nơi các vệ binh tới có cả tượng nữ thần tự do. Bên cạnh đó có một khu đất trên biển bị bỏ trống, nhưng tại trái đất thì đây lại là một khu nhà đã xây xong. Và nếu xăm soi kỹ hơn, ta còn thấy được hai tòa nhà trông giống như nhà hát opera tại Sydney. Điều này chứng tỏ những thứ ta thấy ở đây là một trái đất phiên bản Rep 11 và có một vài lỗi so với trái đất gốc. Có hai giả thuyết được các nhà Marvel học nêu ra ở đây. Đầu tiên, như tin chính thức đã thông báo trước đó và cũng như trong trailer đã xuất hiện, kẻ thù lần này của các vệ binh giải ngân hà sẽ là High Evolutionary, thủ vai bởi nam diễn viên tên khó đọc trưởng, hoặc đơn giản hơn là ông này đã từng đóng Peacemaker. High Evolutionary tên thật là Herbert Wyndham, một nhà sinh học có đam mê với di chuyển gen. Hắn ta không phải là một kẻ độc ác tàn bạo như nhiều phản diện khác, mà chỉ là một người có hướng suy nghĩ như một cái cây nhiều quả. Hơi sai. Đúng với cái tên này là một kẻ bị cuồng tín trong việc tiến hóa các sinh vật sống với mục đích tạo ra một chủng tộc mạnh nhất. Hắn ta cũng đã từng tạo ra một chủng tộc lai giữa người và thú trong comic với mục đích tạo ra đấu trường thú live action. Đó chính là chủng tộc người mà ta đã thấy trong trailer. Quay trở lại với giả thuyết trên, trái đất giả này có thể là Counter-Earth của High Evolutionary, với mục đích ban đầu của hắn ta là tạo ra một trái đất mới không hề có cái ác. Sau đó, High Evolutionary đã chịu trách nhiệm chăm sóc cho một nhân vật tên là Him, aka Adam Warlock. Cái tên Warlock cũng chính là do High Evolutionary đặt cho Him. Hắn trao cho Warlock viên đá linh hồn và giao nhiệm vụ cho anh bảo vệ Counter-Earth. Giả thuyết này có lẽ là hợp lý nhất với mọi diễn biến đã xảy ra trong comic, có khả năng liên kết các mối quan hệ giữa High Evolutionary, Adam Warlock và các vệ binh giải ngân hà. Giả thuyết thứ hai về vùng đất này, đó có thể là Halfworld, quê hương của Rocket, đã từng được hiển thị trong vệ binh giải ngân hà phần đầu tiên. Đây cũng sẽ là một vùng đất được tạo nên bởi High Evolutionary, vì trong comic như tôi đã nói, hắn ta đã tạo ra được chủng tộc New Man, một tộc người thú được tạo ra bằng cách biến những con thú thành người. Trong phần phim đầu tiên, Rocket cũng đã từng đề cập rằng bản thân đã bị đánh đập, hành hạ và thí nghiệm rất nhiều. Và cảnh này cũng đã xuất hiện trong đoạn tiếp theo của trailer. Rất có thể Rocket là vật thí nghiệm đầu tiên của High Evolutionary, và điều này càng làm cho mối quan hệ giữa kẻ phản diện và nhóm vệ binh đa dạng hơn. Chẳng hạn như Rocket ôm mối hận, Rocket trả thù các thứ, cũng có thể lắm. Chưa kể là tại đây họ còn có thể sẽ gặp một nhân vật mới, chính là cô gái cá Laila, người thương của Rocket. Người cũng đã từng được đề cập trên bản hiển thị tình trạng của Rocket trong phần phim đầu tiên. Sự xuất hiện của Laila trong phim có thể sẽ thêm một vài cảm xúc mới cho nhân vật Rocket và để chứng kiến sự hy sinh của chồn lùi. Vì theo một vài nguồn tin đã được leak trên mạng, đây sẽ là phần phim cuối của Vệ binh Giải Ngân Hà có sự xuất hiện của Rocket Raccoon. Và nếu xem qua trailer, ai cũng có thể nhận ra được Rocket đóng vai trò chủ đạo xuyên suốt khi con chồn lên hình và nói rất nhiều câu quan trọng. Một trong số đó là "I'm done running", như một lời khẳng định sẽ tuyên chiến với Evolutionary. Tiếp tục củng cố cho giả thuyết đầu tiên, nhìn vào khu đất nơi các vệ binh hạ cánh, ta có thể thấy cấu trúc nhà cửa tại nơi đây có xu hướng những năm 80 của thế kỷ trước. Loại áo len cổ điển mà tộc người thú mặc và cả những chiếc xe cổ chứng tỏ đây là trái đất của những năm 80. Điều này có nghĩa là các vệ binh đã tua ngược thời gian ư? Tôi không nghĩ vậy. Giả thuyết có thể là trái đất này được High Evolutionary tạo ra trên nguyên mẫu của trái đất năm 80, vì đây là thời điểm hắn ta chuyển căn cứ từ trái đất ra ngoài không gian. Do đó trái đất này được tạo ra dựa trên hình ảnh cuối cùng hắn nhớ được về trái đất. Ngoài ra thì Peter Quill cũng đã bị bế đi khỏi trái đất vào năm 1988, không biết là có liên quan gì không. Ngay sau đó nhóm vệ binh Giải Ngân Hà bước xuống với 5 thành viên gồm Mantis, Drax, Star-Lord, Nebula và Groot. 2 thành viên còn thiếu là Gamora, khả năng cao là chưa tìm thấy, và Rocket, có thể là đội vệ binh đến đây để tìm con chồn lùi kia. Các vệ binh lúc này cũng đã lên sẵn đồng phục chiến đấu, trông khá giống với đồng phục của quân đoàn Nova. Chi tiết này cũng ngầm khẳng định rằng đội vệ binh đã dần trở nên gắn kết thành một đội hơn. Nếu như trong phần đầu tiên họ chỉ là một đám tạp nham tập hợp lại với một mục đích duy nhất là kiếm tiền, phần 2 là một đám lộn xộn hở tí là cãi nhau, thì đến phần phim thứ 3, cả nhóm đã cùng nhau đồng lòng chiến đấu vì mục đích của cả nhóm chứ không hề có tư lợi cá nhân nào cả. Mỗi cá nhân đều đã trưởng thành hơn và biết hy sinh vì đồng đội. Và sự trưởng thành này đã xuất hiện xuyên suốt phần phim Holiday Special trước đó. Một chi tiết thú vị khác là Drax đã không còn cởi trần và chịu mặc bộ đồng phục giống mọi người. Đó là vì nam diễn viên Dave Bautista đã trả lời phỏng vấn rằng ông đang gặp một số vấn đề về tuổi tác. Điều này khiến cơ bắp của ông không còn được như những phần phim trước, và thế nên là sẽ không khoe thân trong phần phim thứ 3 này nữa. Cảnh tiếp theo ta thấy Star-Lord đang ở trong khoang tàu một mình và đang trầm tư nghe nhạc. Ngay sau đó, Mantis nói với một người khả năng cao là Star-Lord về việc đừng quên bản thân mình đến từ đâu. Đây có lẽ là tuyến truyện của Star-Lord trong phần phim thứ 3. Ta vẫn luôn biết Star-Lord là một người rất nóng nảy và hay làm trước nghĩ sau. Có lẽ Star-Lord sẽ gây ra một lỗi lầm gì đó và bị đồng đội bỏ rơi. Sau đó họ đến đón anh ở trong phân cảnh sau khi Nebula bế Star-Lord cùng cả đội đi về. Hơn nữa qua phần phim đặc biệt, ta còn biết được mối quan hệ giữa Star-Lord và Mantis là hai chị em cùng cha khác mẹ. Cả hai người đều là con của Ego nên hai người có mối quan hệ thân thích. Vì điều này Mantis sẽ là người đưa ra lời khuyên cho Star-Lord, vì cô hiện tại là máu mủ duy nhất với Star-Lord. Ngay trong phân cảnh này ta thấy được phiên bản hoàn chỉnh nhất của vệ binh Giải Ngân Hà, chỉ thiếu mỗi Gamora, gồm cả Cracklin và chú chó Cosmo. Chú chó này đã được giới thiệu trong Holiday Special. Tạo hình của Groot cũng đã có sự đổi mới. Cậu có vẻ như đang trong độ tuổi teen và có một cơ thể đồ sộ hơn để phù hợp cho chiến đấu. Khi đội vệ binh đang chuẩn bị tiến vào một khu vực nào đó, các thành viên đã mặc cả bộ trang phục trông như là Among Us. Và 5 người này lần lượt là Drax, Mantis, Star-Lord, Gamora và Nebula. Nebula đã trở lại, nhưng chắc chắn phải qua một biến cố nào đó. Trong lần đầu xuất hiện trong trailer, Nebula trông vẫn còn rất đa nghi và lạnh nhạt. Cô cầm một bức ảnh không rõ là chụp gì, nhưng tôi đoán là sẽ liên quan đến kỷ niệm nào đó với Star-Lord, với Gamora của vũ trụ này, để cho Gamora thấy được tình cảm thật sự của anh. Ngay trong phân đoạn sau đó, ta thấy Gamora đang đỡ Drax trong một khu giống với nhà tù. Liệu rằng lại có một pha vượt ngục giống như trong phần 1 để gắn kết các thành viên? Điều này hoàn toàn có thể là ý tưởng của James Gunn. Ông vẫn hay đem những ý tưởng cũ để xáo nấu lại thành những câu chuyện mới cực kỳ hấp dẫn. Sau đó ta thấy được Rocket nằm im nói những lời cuối. Một chiếc xá beng dính máu để tri ân Robin Jason Todd và cảnh các vệ binh đang gào thét đau đớn trong phòng mổ. Trong đó Mantis là gào to nhất. Có lẽ cô đã sử dụng sức mạnh của mình lên Rocket và cảm nhận được cậu ta đang dần ra đi. Thật đấy, đây mà không phải là cảnh Rocket ra đi thì chắc tôi nghỉ phân tích phim luôn. Thậm chí là có cảnh trông như đã chết rồi xuất hiện. Background trắng, không mặc đồ, chỉ có thể là ranh giới giữa sống và chết. Và trong phân cảnh cuối, Groot không còn nói I am Groot nữa mà chuyển sang We are Groot. Với khuôn mặt tức giận lúc này, khả năng cao đây là câu nói Groot muốn nói với Rocket sau cái chết của cậu. Ta đều biết Groot coi Rocket như là bố của mình. Và cái chết của Rocket rất có thể sẽ khiến Groot trở nên hóa Chaos, lên form mới không chừng. Và điều đặc biệt nhất của trailer đã đến, tạo hình chính thức của Adam Warlock qua phần trình diễn của nam diễn viên Will Poulter, không còn bị kiến cắn và không bị bắt phải bố cu cho ông mễ nào cả. Adam Warlock trông đã lực hơn rất nhiều, và với sức mạnh từ viên Soul Stone trên đầu, Adam Warlock chắc chắn sẽ trở thành một trong những nhân vật MCU mạnh nhất. Trong phân cảnh này, Adam Warlock chiến đấu với Nebula. Nếu như các bạn đã quên thì để tôi nhắc lại, Adam Warlock cũng theo phe High Evolutionary và được tạo ra bởi Ayesha, người sở hữu quân đoàn vàng đã bị vệ binh Giải Ngân Hà bắn hạ. Adam Warlock sẽ trở thành người tốt, nhưng chắc chắn ở giai đoạn đầu của phim thì anh ta sẽ thuộc phe phản diện và cần một pha thông não chi thuật nào đó để đổi phe. Đó là toàn bộ những chi tiết thú vị mà tôi nhặt được trong trailer Vệ binh Giải Ngân Hà phần 3. Tôi sẽ đưa ra một số dự đoán như sau. Bộ phim sẽ bắt đầu với việc cả nhóm quyết định đi tìm Gamora, nhưng mà thằng mất tích lại là Rocket. Họ đến Counter-Earth tìm Rocket và biết về sự tồn tại của High Evolutionary. Sau khi tìm được Rocket, họ tiếp tục đi tìm Gamora. Hành trình của họ bị Adam Warlock bám theo. Trải qua một vài trận chiến, Warlock đổi phe. buộc High Evolutionary phải ra mặt. Trận chiến diễn ra, Rocket chết, ai đó nữa chết thì tùy đạo diễn. Và trận chiến kết thúc với việc cả nhóm vệ binh đường ai nấy đi, kết thúc một trilogy vệ binh đỉnh của chóp của James Gunn. Nhìn chung đây là phần phim cực kỳ hứa hẹn của James Gunn. Tôi không biết Phase 5 của Marvel sẽ ra sao, nhưng chắc chắn phim của James Gunn, người đã tạo ra con quái vật xèo sang hảo Trung của tá sư Ping Chi Linh thì chắc chắn là làm phim sẽ hay thôi. Tôi còn quại, xin chào và hẹn gặp lại.